tìm được hồ sơ rồi. Như vậy em sẽ chuyển về đâu? Đây là những hồ sơ vô cùng quan trọng. Em của em đang nói về ngay trong hôm nay cho chị. Bằng bất cứ giá nào. Trong vòng 15 phút nữa em sẽ di chuyển về đến đây. Em cứ di chuyển thẳng về Manulife. Chị nghĩ là em nên di chuyển bằng cổng sau, bởi vì cổng chính sẽ không an toàn cho hồ sơ của chúng ta. Lưu ý, khi em vào cổng sau, lên thang bộ em phải cẩn thận, đừng để mọi người chú ý. Hồ sơ cần được đảm bảo an toàn. Báo cáo sếp, danh sách đã sẵn sàng. Welcome. Iris Technology is activated. IRIS is now processing to randomly select 196 members list. Tôi sẽ cùng chồng tôi chinh phục đỉnh Everest ở tuổi 60 chẳng hạn. Muốn là đi làm để kiếm thật nhiều thu nhập, để dùng cái tiền thu nhập đó để có thể là mình vừa đóng bảo hiểm cho gia đình mình và có thể dùng cái thu nhập đó để mình đi du lịch. Về nhà được về quê lên nuôi trồng dâu nuôi tầm. Tôi mong muốn con trai tôi sẽ nói tiếng Anh như gió. Mình mong muốn gia đình mình được bảo vệ về mặt sức khỏe. Mẹ mình, chị đó là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Sẽ chia sẻ với hai mà anh gặp đầu tiên. Tất nhiên là chồng tôi rồi. Với con trai và con gái của tôi. Kiwi nhà tôi. Tôi thích hết luôn á. Tuổi vàng an vui. Vậy theo bạn, tôi sẽ chọn quyền lợi nào? Sức khỏe của gia đình vẫn là trên hết. Tự hào khoảnh khắc. Bởi vì tôi có thể nắm tay chồng tôi đi khắp thế giới. Anh thích nhất là cái chương trình có những cái voucher. Dạ. Dùng cái voucher đó có thể được đi du lịch. Dạ. Rồi, và cái phần thứ hai là có những cái phần quà mà rất là đẳng cấp. Dạ. Thật ra là anh cũng biết na ná lúc đầu rồi. Thì anh nói anh đoán thử có đúng ha. Cái chương trình đó tên là Phúc Lợi Vững Bền. Nếu mà ai mà cũng cố gắng vững bền với công ty thì công ty sẽ cho mình phúc lợi. Phúc lợi vững bền. Tôi yêu phúc lợi vững bền. Phúc lợi vững bền, mãi trong tim tôi.